Đã bắt đầu nào. Cái lúc mà cái đoạn mà em đi vào phần hát á, thì em có thể dùng đến cái đàn koto á. Em dùng cái đàn koto để em đệm hát. Em thử dùng cái đàn koto xem nào. Sáo thì có thể dùng đoạn intro được ha. Nhưng khi hát em có thể dùng đàn koto để em đệm. Và đánh hòa ấm quặng 4 nó mới tạo ra cái màu sắc của dân ca được, cái hợp âm dân ca được. Bây giờ vào cái đoạn vào hát luôn xem nào. Đó, cái đoạn này này, đoạn này này. Cái đoạn này em vào hát cái là em phải dùng đàn koto liền. Em dùng cái tiếng koto ạ. Vâng, em đang tìm lại. Em bỏ cái điện thoại ra góc vừa nãy để nhìn ngó lên sửa luôn cho. Rồi. Sau khi em intro sáo xong rồi thì em dùng bằng cái tiếng koto ha. Cái tiếng koto là cái tiếng mà nó sẽ tạo ra được cái màu sắc ở trên đàn electone. Thực ra thì có thể dùng đàn tranh, nhưng mà trên electone có thể dùng đàn koto thôi. Rồi, sau khi dùng tiếng sáo xong em vào, đó. Thank you.
Cái đương nhiên rồi, mà em hạn chế đánh theo cái giai điệu của nó. Khi em vào đệm hát rồi thì em hạn chế chơi giai điệu à, mà mình chỉ dùng những cái câu dẫn thôi ha. Cái câu dẫn đó là những cái câu mà dựa trên thang âm ngũ cung, thấy không nào? Sau khi em đánh giai điệu xong em lại có vài câu như vậy thì cái người hát người ta khá khó chịu khi mà người ta hát giai điệu mà lại có một người đánh giai điệu cùng, nó giống như em hát karaoke á, à hiểu không? Thì khi em intro xong rồi lúc vào hát á, thì em sẽ không chơi giai điệu nữa. Còn khi nào em chơi solo thì em mới chơi giai điệu. Hiểu ý không? Tức là còn khi em vào hát rồi thì em hạn chế em đánh theo giai điệu ha. Được không nào? Mà em chỉ dựa vào gì? Các vòng hòa âm, các hợp âm di chuyển, sau đó là các câu dẫn. Hiểu không nào? Đó. Thế làm sao để viết những cái câu dẫn đó? Thì anh sẽ hướng dẫn cho cái cách, những cái bước để làm sao mà có thể viết ra những cái câu dẫn. Và cái này người ta gọi là chuyển từ hợp âm này sang hợp âm khác, chúng ta phải có những câu dẫn. Nó hay còn gọi là lấp khoảng trống. Đúng không? Thế tự nhiên hát rồi bây giờ khoảng trống rồi biết mình đánh cái gì bây giờ. Đúng không? Hay chẳng nhẽ giữ nguyên vậy à, cứ đánh theo cùng giai điệu. Có nhiều người không biết là sau khi hát là xong rồi hợp âm bấm xong không biết đánh cái gì thêm nữa. Một là cứ giữ organ nó cứ e suốt cả bài. Hoặc là khi hát xong rồi thì tay các cái câu dẫn tay trái làm đệm rồi mà tay phải thì không biết là dẫn bằng những câu nào. Ha. Và hôm nay mình sẽ học thêm về việc là hợp âm dẫn, câu dẫn nhá. Rồi, làm sao có những cái câu dẫn để mà có thể là đó ai cũng có thể mà viết những câu đó đệm trong lúc người ta hát nhá. Ok. Anh có thể đánh lại cái chỗ này bởi vì là em cũng không hiểu là ví dụ phải ông có muốn là như thế nào, không hiểu là ví dụ mà mình tay phải mình lúc mình lót á, mình lót câu khi người ta nghỉ, mình tay trái mình vẫn giữ hợp âm như vậy mà mình chuyển hợp dẫn con hợp âm 7 hợp âm 3 đi lên, hay là mình làm cách nào để có thể không đánh dân nhiều nữa. Đó. Thì cái điều quan trọng hôm trước anh hướng dẫn hợp âm qua hợp âm dân ca đúng không? Là sử dụng những hợp âm bậc 4 đúng không? Đúng không nào? Thì bây giờ mình sẽ học nó đây. Học cái tay trái mình đánh gì với tay phải mình đánh gì xong câu dẫn đó ha, cái cách lấp khoảng trống đó. Thế nên mới phải đi học là vậy. Chứ nếu không mình tự nghĩ làm sao mình biết mình đánh được. Ok ha, rồi mở vở ra đi ha.